Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN YouTuber. Thưa quý vị, thủ tướng Campuchia Hun Sen tối qua đã kêu gọi người dân không hoang mang về việc triển khai binh sĩ để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ ở các tỉnh Ratanakiri, Mondulkiri và Karate. Thời báo Khmer cho biết, lời kêu gọi này của ông Hun Sen được đưa ra trong một tin nhắn thoại được chia sẻ lên mạng xã hội vào tối qua. Trong đó, ông Hun Sen nói đừng lo lắng về bất kỳ sự bùng phát chiến tranh nào. Ông cũng cho biết thêm rằng việc tăng cường binh sĩ từ thủ đô Phnom Penh đến Mondunkiri, Ratanakiri, Kratie và Tebong Khamum chỉ là lực lượng hỗ trợ cho quân khu 1 sau một loạt những vụ vi phạm lãnh thổ rõ ràng của những thiết bị bay không người lái chưa rõ của ai. Ông Hun Sen nhấn mạnh trong lời kêu gọi rằng Tôi xem những hành động này là sự xâm lược và nỗ lực để âm mưu khủng bố trên lãnh thổ Campuchia. Do vậy, chúng ta cần bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông Hun Sen cũng ra lệnh cho quân khu 1 phối hợp với lực lượng tăng cường để truy tìm bất cứ bất kỳ phần tử khủng bố người Việt nào đã vượt biên sang Campuchia nương nóng. Hơn nữa, ông đã yêu cầu dân địa phương phối hợp và cung cấp những tin tức mà họ có thể biết liên quan đến khủng bố. Ông cũng khẳng định các vũ khí của Campuchia có đủ khả năng để bắn hạ các thiết bị bay không người lái. Bên cạnh đó, Ông Hun Sen đã kêu gọi bất kỳ nước láng giềng nào cung cấp cơ sở cho những drone này xâm phạm lãnh thổ Campuchia, hãy ngừng ngay việc đó lại. Thưa quý vị, trước đó, trong ngày 27 tháng 6, Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh điều động 500 binh sĩ cùng 200 vũ khí chống máy bay đến tăng cường cho các tỉnh phía đông bắc nước này. Trên hình ảnh được truyền thông Campuchia đăng lên thì tôi thấy rằng các vũ khí trang bị của những binh sĩ được triển khai dường như là súng trường bắn tỉa chứ không phải dung chép điện tử chuyên dụng. Trong một diễn biến khác, theo tường thuật cũng của tờ thời báo Khmer, thống đốc tỉnh Ratanakiri là Nham Samoun hôm qua cho biết rằng kể từ khi xảy ra vụ tấn công vũ trang vào trụ sở chính quyền xã ở Đắk Lắk của Việt Nam, nơi giáp danh với tỉnh Ratanakiri, quân đội Campuchia đã được triển khai để tuần tra thường xuyên hơn. Từ ngày 25 tháng 6, các thiết bị bay không người lái nhiều lần xuất hiện trong không phận Campuchia. Ông Nham Sam cho biết, máy bay không người lái bắt đầu xuất hiện từ ngày 25 tháng 6 trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúng tôi xác định được chúng từ ánh sáng đỏ mà chúng phát ra. Chúng không lớn lắm và camera của chúng tôi đã ghi lại mọi hoạt động của chúng trong lãnh thổ Campuchia. Nhưng chúng tôi không thể xác định được chúng thuộc loại quân dụng hay dân sự Bộ đội Campuchia đã nổ súng nhưng không trúng và các máy bay không người lái này đã bay ngược trở lại lãnh thổ Việt Nam. Đến ngày hôm sau, việc này lại tái diễn và chúng tôi đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tìm hiểu. Ông Nham Sam cũng cho biết thêm là sau khi tiếp nhận thông tin từ bộ đội đóng ở biên giới về những chiếc máy bay không người lái bí ẩn này, ông đã liên lạc với chính quyền bên phía Việt Nam nhưng phía Việt Nam nói không có liên quan đến vụ việc. Thưa quý vị, trên đây là các diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc máy bay không người lái biển xuất hiện trong không phận Campuchia. Theo mô tả của ông Nham Samoun, thì dường như những chiếc máy bay không người lái này đang thực hiện hành động trêu người quấy rối đối với Campuchia, chứ không phải phục vụ cho một mục đích lén lút nào đó. Việc nó cứ xuất hiện trên trời trong khoảng thời gian từ 7 đến 9 giờ tối, rồi khi bị bắn thì bỏ chạy qua biên giới cho thấy nó có một mục đích nào đó khác. Ban đầu, khi phía Campuchia mới công bố thông tin về việc xuất hiện các thiết bị bay không người lái và đặt nghi vấn rằng nó có liên quan đến các đối tượng khủng bố đã tấn công các trụ sở xã ở tỉnh Đắk Lắk. Tôi đã nghĩ theo hướng rằng các drone này nếu là của những đối tượng khủng bố thì nó phải được dùng để trinh sát đường đi nước bước bên lãnh thổ Campuchia, xem chỗ nào có quân canh gác, chỗ nào sơ hở để phục vụ cho mục đích vượt biên trốn tránh. Nhưng nếu phục vụ mục đích đó thì nó phải hoạt động theo cách lén lút bí mật. Một khi đã bị phát hiện thì sẽ tạm dừng hoạt động để chờ tình hình lắng xuống. Thế nhưng như lời ông Nham Samun thì các drone này lại có xu hướng hoạt động trong một khung giờ giống nhau như thể để tạo ra quy luật gây sự chú ý cho phía Campuchia. Đặc điểm này tỏ ra mâu thuẫn với tính chất lén lút của những kẻ đang muốn tìm sơ hở để vượt biên sang Campuchia. Với những thông tin bước đầu về thủ đoạn hoạt động này có thể nêu lên một nghi vấn khác là một nhóm nào đó đang sử dụng các thiết bị bay không người lái này quấy nhiễu lãnh thổ campuchia rồi khi bị truy đuổi hay bị bắn thì lại chạy sang lãnh thổ việt nam nhằm gây nghi kỵ giữa campuchia với việt nam tuy nhiên sự việc thế nào thì phải đợi khi nào phía campuchia bắn hại được một chiếc uav hoặc là có thêm thông tin thì mới biết được chương trình xin dừng tại đây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại